Cho sơ đồ phần sau, người ta nói như thế này: biết X và Y là hai trái hữu cơ mà thể chỉ chứa một loại nhóm chất, đối trái hoàn toàn X cũng như Y cho sản phẩm là C. Đây, mẫu chốt nằm đây em ơi. Hai thằng này đốt trái mà sinh ra đây. Tức là trong cái điều này khẳng định là gì? Trong X1 và Y1 chúng ta không có hydro, hiểu chưa? Rồi. Cho cái nhận định sau, họ nhận định đúng. Ở đây người ta cho chúng ta này, ở đây mình nhìn thấy thầy đó là chúng ta có phần niềm tin nằm ở phần số 3 và phần số 4. Trong đó 3 là niềm tin. Ở trong chương trình chúng ta chỉ có một phần duy nhất từ X2 cộng được CO thôi. Thì nó là CH3OH. Thì Y chúng ta bây giờ là CH3COOH. Để cho bạn ơi. Như vậy Y của chúng ta là CH3COOH thì á thì X của chúng ta Y1 bây giờ sẽ là gì? Ủa cái gì đó nó sai sai rồi ta? Mình thấy cái gì đó nó sai sai. Bây giờ nếu mà như vậy nó làm sao nó tạo ra Y1, Y2, Y3 được? Đang kiểm tra cái đề em nha, coi thử nha. Như vậy chỗ này là Z em ha. Z, Z này. Để cho bạn, ở đây người ta ghi sai em nha. Y2 ra Z. Đây là Z này. Đó bạn sẽ là giúp thầy. Đây là Z này. Rồi. Cái đó thì em sẽ có như sau. Em sẽ có như sau. Như vậy x của chúng ta, x2 của chúng ta phải là CH3 CH2 OH. Để tạo ra Z đây là CH3 COOH. Được chưa? Như vậy chúng ta đã biết được Y2 và X2 rồi. Thì bây giờ chúng ta đi tìm X và tìm Y. Y2 và X2. Ở đây người ta không nói đúng từ đề mol em nha. Bây giờ chúng ta thử coi. Chúng ta tận dụng những gì đã nhận biết về Y2 đi. Y2 ở đây. Câu A này. Y2 được làm nước rửa tay để phòng ngừa COVID-19. Này đúng rồi ha. Cái thành phần chính trong nước rửa tay chúng ta là CH3 CH2OH, nó là alcohol nitric. Rồi. Rồi câu B thì chúng ta chưa khẳng định được. Rồi bây giờ chúng ta coi thử nha. Bây giờ chúng ta dựa vào tính chất này, X1 và Y1. X1 và Y1 là thi tác dụng với gì? Khi tác dụng với natri, tác dụng với oxy, đốt cháy thì không thu được nước. Điều như tỏ là X1 và Y1 của chúng ta là gì rồi? X1, Y1 ở đây là gì em ơi? Là hợp chất không có oxy. Hiểu không em ơi? Không cháy, không có sinh hydro. Được không ạ? Và thằng nào làm được điều đó? Thằng nào? Và chỉ mặt nó, chỉ thằng mặt. Thấy chưa? Thằng nào? Láo mày. Không biết à? Em biết được không? Bây giờ một một thằng mà mình chúng ta có thể nghĩ tới được đó là gì? Đây này. Bây giờ chưa biết thằng nào hơn thằng nào cả. Nhưng mà ở đây người ta cho là gì? MX bé hơn MY và bé hơn bao nhiêu? 170. Được không bạn ơi? Thì bây giờ MX bé hơn MY thì đây thầy suy ra X1 bé hơn X2 được không? X1 bé hơn Y1 được không? Được chứ nữa. Về tính chất bắt cầu ha. Có thử nha. Giả sử như vậy. Bây giờ mình có thử nha. Như vậy ở đây thầy phỏng đoán thằng thằng Y hai thằng mà đốt cháy đây này, thằng COONa này, COONa thằng này có sinh ra nước không? Không, đúng không em? Bây giờ nó nằm ở đâu? Nằm ở trên hay dưới? Nếu là y như vậy, x2 là có thì chúng ta tìm được y3, đúng không bạn ơi? Nếu mà là y1 là thằng này. Đi cho bạn, y1 là thằng này. Thì thằng y bây giờ sẽ là gì? Y bây giờ phải là COO, COO không em ơi? Tiếp tục. Ở đây nó tạo ra y1 là có rồi này. Đây là y1 em nha. Bây giờ tiếp theo là tạo ra y2. Y2 đâu? Y2 đây. CH2, CH3. Mà tạo ra y3 nữa.
Bây giờ mình giả sử này, Y3 chúng ta có cùng nguyên tử carbon, Y3 và Z có cùng nguyên tử carbon. Dưới đây có hai carbon, nếu Y3 có hai carbon thì Y3 chúng ta bây giờ có dạng là CH2 nối đôi CH. CH nối đôi CH2. Giả sử mình đang giả sử ý này là đúng. Được chưa? Z chúng ta có hai carbon thì để tạo ra Y3 có hai carbon thì trong trường hợp này nó có dạng là CH3 CH2. Được chưa mà? Khi đó chúng ta sẽ tạo ra Y3 bây giờ sẽ là CH3 CHO. Được chưa nhỉ? Rồi. Tiếp. Bây giờ x của chúng ta, x của chúng ta tác dụng với NaOH tạo ra x2 và x1. Người ta nói như thế này. Bây giờ chúng ta chưa biết được, bây giờ chúng ta coi thử nha. Cũng cho ta giả sử ID đi. Nung x1 với vô tô sút thu được hydrocarbon. Được không bạn ơi? Trong trường hợp này do gì? Do trong công thức cấu tạo của nó không có hydro, do đó trong ở đây mình khó nhất là mình tìm được thằng x1 á. Tiếp tục bạn ơi. Để mà tạo ra được cái hợp chất hữu cơ, nghe kỹ nha. Để cho ra hợp chất hữu cơ mà không có sinh ra cái đấu trái, nó không sinh ra được nước, thì trong trường hợp này nó vẫn có dạng CONa này. CONa hiểu chưa em ơi? Và bây giờ á thì để làm được điều đó thì ở đây nó sẽ có liên kết 3. Chính cái thằng liên kết 3 này thì nó không sinh được hydro. Được chưa? Được chưa em nhỉ? Như vậy đây hình, đây là hình dáng của Y này. Y thì mới đúng này. Được chưa bạn ơi? Y này. Được chưa nào? Đây là Y1. Mình sẽ đấu trật tự lại tư duy nha. Còn thằng này là X1, bởi vì tôi đề cho là Y1 mấy bé mờ Y mà, thì thằng này là X1. Được chưa bạn ơi? X1 thì bây giờ thì thằng này sẽ là X. Chúng ta coi thử nha, nếu x chạy thì nó tạo ra x1 với x2. Như vậy trong trường hợp này thằng này phải chứa liên kết gì? Liên kết đôi hiểu không em? Liên kết đơn luôn. Bạn hiểu không ạ? Rồi. Tiếp. Bây giờ chúng ta có Y rồi. Đây là Y1 thì chúng ta sẽ tìm được Y. Y của mình bây giờ là C. C nối 3 C COO COO. Được chưa? Bây giờ chúng ta cho nó tạo ra ba chất hữu cơ, hiểu không em? X1, X2 và X3. X1, X2 và X3. Được chưa nào? Bây giờ X2 mình đã biết chưa? Hồi nãy mình ghi nhầm rồi em ơi. X1 của chúng ta, X2 chúng ta là gì? CH3OH mà. Bỏ CH2 đi. Được bạn ơi. Như vậy đây mình sẽ có là CH2, CH3. Tức là nó tạo thành Y2 đấy, là CH3CH2OH thì cho bạn ơi. Rồi, bây giờ mình còn một thằng nữa. Mà nếu ở đây á, mà mình giả sử là C đúng. Được mà, C đúng thì bây giờ trong trường hợp này nó sẽ còn lại một liên kết đôi. Vậy chúng ta tính được khối lượng mol của hai thằng này, thằng Y có bé hơn 170 chưa? Tính đi. Mười hai nhân hai cộng 44 nhân hai cộng 29 cộng 27 bao nhiêu em ơi? 168 đúng không? Bé hơn chưa? Bé hơn rồi. Bây giờ như vậy công thức này hoàn toàn đúng rồi, hiểu không em? Mình không thể chọn có thằng B vị trí này là CH3OH, có không thể chọn nó là có số C lớn hơn thằng kia, tức là CH2, CH2, CH3. Khi đó có lượng mol lượt bé lớn hơn 170. Được chưa nhỉ? Như vậy khi đó mình sẽ tìm được thằng Y3 bây giờ là CH2 nối đôi CH3 chó đó. Rồi, bây giờ chúng ta coi này. Y2 dùng để phòng COVID-19, đúng. B, ở đây là những hợp chất hữu cơ không no. Sai em nha. X thì no, còn Y thì không no. Sai. D, X1 với vô tô sút thì thu được hydrocarbon. X1 của chúng ta đâu nhỉ? X1 đây. X1 này không có hydro, lấy đâu sinh hydrocarbon. Sai. E, X2 và Y2 cùng giải đồng đẳng. X2 và Y2 cùng giải đồng đẳng. Cho thử nha.
x2 với y2 là cùng nhảy đồng đẳng, này là anh có no đơn trước đúng không em? Đúng. Và chúng ta đến đây, trong này gồm có là A này, C này, E này, trong này chúng ta có 3 phát biểu đúng, có đúng bây giờ mình chọn là cô D. Thế thôi.